TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Ôi trời ơi, được rồi ông ơi, còn nhiều chuyện phải làm lắm đó, uống riết xỉn luôn rồi làm sao mà làm. Tôi chỉ nếm thử có chút xíu thôi mà. Con chào chú. Ồ, chú biết là thế nào con cũng tới đây mà. Con chào cô. Ủa con. Tôi thắng cược rồi đó nha. Cô khỏe không cô? Chú biết giữa con và Eloza đang có sự hiểu lầm gì đó. Chú nói với cô là chú biết con, biết là con sẽ không chịu được Eloza và con sẽ đến chỗ của nó. Rồi bây giờ con xuất hiện ở đây nè, nên chú thắng rồi. Đi vào nhà đi con. Vô nhà với ổng đi con. Đi vào đây con nha chú. Con vô trước đi, cô làm xong cái này cô vô liền. Chị ơi. Chị ơi. Nè, chị Má, ơi. Sao? Có chuyện gì? Em tưởng là mình đang đi về nhà chứ. Tại sao chị lại đi qua khỏi con đường về nhà vậy? Ôi, trời đất ơi, em nói đúng đó. Giúp chị coi, cái này nặng quá chừng. Xin lỗi cô có biết đường vào nhà của cô Eloisa Aguirre không? Chị ơi, em nghĩ là chị có liên hệ gì với cô ấy phải không? Cô là Eloisa. Tôi là Richelle, bạn gái của anh Lucia. Để con giúp chú ngồi xuống ha. Rồi được rồi. Chú cảm ơn con. Mấy đứa em sao rồi hả chú? Tụi nó cũng khỏe. Hai đứa thì đang làm việc ở trong trại dừa. Tụi nó đang phụ chú làm rượu dừa đó con. Mila thì chắc là đang đi chung với Eloisa. Để con giúp cô. Được rồi, để đó cô làm cho, ngồi xuống chơi đi con. Cảm ơn cô. Con rất xin lỗi chú. Lúc chú phẫu thuật con đã không tới thăm chú được. Có gì đâu con. Chú biết là lúc đó con bận biểu mà. Chuyện công việc của con thì con cứ lo. Chú thì có Eloisa lo rồi. Còn bây giờ sao rồi hả chú? Không phải là chú muốn can thiệp vô chuyện giữa hai đứa tụi con. Nói thiệt cho chú biết đi, vấn đề giữa con và Eloisa là gì vậy hả? Bộ hai đứa đã cãi nhau về chuyện gì sao? Thôi mà, ông đừng can thiệp chuyện tụi nhỏ nữa. Nè bà, tôi có can thiệp hồi nào đâu. Tôi chỉ muốn biết toàn bộ sự thật để tôi coi coi mình có thật sự thắng vụ cá cược đó không. Con đâu có cần ổng giúp cái gì đâu, phải không con? Cái thằng này á, nó muốn làm hòa với con gái mình đó, cho nên mới về đây đúng không? Dạ đúng như vậy đó cô. Thật sự thì nhóm của con chút nữa phải xuất phát rồi. Nếu Eloisa cứ giận con như vậy hoài thì chắc là con cũng sẽ không đi được đâu. Nếu sự thật là như vậy thì con đi đến chỗ nó đang làm rồi nói chuyện rõ ràng với nó đi. Chú nói chỗ làm là sao? Con không biết gì hết hay sao? Con thật sự không biết. Trước giờ con tưởng là em ấy đang đi học. Hả? Nó đi làm ở chỗ đó được 3 tuần lễ rồi đó con. Vậy chắc là con với Eloisa sẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm đó. Dạ đúng rồi đó ba. Tụi con có rất nhiều chuyện phải nói rõ cho nhau nghe. Thưa mẹ, thưa ba. Đây là Richelle, bạn gái của anh Lucia.
Chị ơi, tuần tới là thi học kỳ rồi, phải đóng học phí xong em mới được thi. Bên trường em cũng nhắc đó chị. Ok.